Chào đón quý vị đang đến với chương trình trao học bổng của McDonald's tại khách sạn Oni của Downtown thành phố Houston. Về buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay dành cho tất cả các em high school trong khu vực Houston và Galveston được tổ chức vào ngày hôm nay 17 tháng 5 năm 2017 vào lúc 11 giờ 30 phút trưa. Và hiện xin mời quý vị cùng đến một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận sau đây. Chia sẻ với Đài Việt TV, em Anthony Phạm đến từ trường trung học Pasadena Memorial cho biết rằng receiving the McDonald's scholarship is really honorable because it's only a selective few in the nation. Đây là một sự vinh hạnh rất là lớn và khó khăn lắm mới được chọn trong nước vì sự cạnh tranh khá nhiều với các bài luận được dự thi. Lời khuyên của em dành cho các bạn viết bài luận là hãy luôn là chính mình và nói về mình một cách chân thật nhất. Luôn luôn giữ nhiệt huyết, đam mê của mình, tham gia nhiều vào cộng đồng để có cơ hội phát triển nghề nghiệp, định hướng con đường tương lai. Đặc biệt là mùa hè, em đã đi thiện nguyện ở bệnh viện để chuẩn bị cho con đường học y của mình. Còn các bạn nào muốn trở thành kỹ sư hay những ngành học mà mình yêu thích thì hãy liên lạc với các công ty về ngành mà các bạn đã chọn vì họ sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ và tư vấn cho bạn. Hi, yes, my name is Mary Redmond and today we are here to celebrate our high school graduates. This is our 27th year. Bà Mary Redmond cho biết đây là năm thứ 27 mà McDonald tổ chức trao học bổng. Quỹ từ thiện McDonald giúp cho các em trong thành phố Houston và khu vực Galveston. Mỗi năm số tiền được chi ra là 3 triệu Mỹ kim cho 85 em. Được chia ra 3 nhóm, trong đó quan trọng nhất vẫn là 2 học bổng dành cho nha sĩ và 2 học bổng dành cho y khoa. I would also like to thank McDonald's for giving me this opportunity to continue my education. Thank you. I want to say thank you to my parents, my teachers, and the school administrators who've always been there supporting me and teaching me and guiding me along the way. I also want to thank Modern McDonald's Charity House and McDonald's for giving me the opportunity to achieve my dreams. Thank you. Tôi tên là Hà Loan. Tôi là ba mẹ của Anthony Phạm. Thì tôi rất là vui mừng khi Anthony nhận được cái học bổng này. Ủng hộ con em mình cố gắng học để mà nhận được những cái học bổng của những cái scholarship đó. Có rất là nhiều sắc dân ngày hôm nay đã đến tham dự vào buổi trao học bổng của McDonald và hiện cũng muốn quý vị lắng nghe một vài những chia sẻ đến từ những sắc dân khác. Hi Viet TV, my name is Ikra Hussein and I am so blessed to be here today. It's an amazing opportunity and I'm glad that I was given. Em muốn chia sẻ với tất cả mọi người, những bạn muốn lấy học bổng rằng đừng bỏ sót các cơ hội nào mà hãy nộp đơn ghi danh và biết rằng ngay lập tức bạn sẽ được ngay thôi. Bên cạnh đó, em còn cho biết hãy chọn một môi trường tốt và chơi với những người bạn luôn luôn yêu thích học hỏi và giao thiệp. Họ sẽ luôn luôn ủng hộ bạn và động viên bạn. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV ghi nhận về buổi lễ trao học bổng do McDonald tài trợ dành cho tất cả các em high school trong khu vực thành phố Houston, Galveston, tiểu bang Texas. Hãy hiện rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và chúc mừng cho tất cả các em sẽ thành công trên con đường học vấn của mình. Xin chào, tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an và hạnh phúc.